Tổng thư ký Quốc hội vừa có thông báo về chương trình kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15 để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 2 tháng 3 năm 2023 tại nhà Quốc hội. Theo chương trình, Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được truyền hình phát thanh trực tiếp trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 11 giờ sáng cùng ngày. Liên quan công tác nhân sự, ngày 1 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Việc kiện toàn vị trí nhân sự cấp cao này sẽ được tiến hành sau khi Quốc hội khóa 15 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc tại kỳ họp bất thường lần thứ ba diễn ra vào ngày 18 tháng 1 năm 2023. Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân sẽ giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới vào ngày 2 tháng 3 năm 2023.